Xin kính chào quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay mình chia sẻ đến quý vị và các bạn video bà Son bến Bạch Đằng bây giờ ra sao. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng mình dạo một vòng xem qua nha. Đi thôi. Hiện tại mình đi trên đoạn đường chỗ băng rẽ tắt, đi ra hướng đường Nguyễn Hữu Cảnh. Tại vì ngay cái đoạn kia kẹt xe, mình phải đi thẳng lên chỗ đường đi tắt chung qua bên đường Nguyễn Hữu Cảnh. Đó, bây giờ chuẩn bị đường cắt ngang là đường Nguyễn Hữu Cảnh đó các bạn. Đó, quay phải đi tiếp. Đó, các bạn thấy đó, giờ chạy cặp song song ở trong, đi đến cầu Tân Thánh, cầu Tân Thánh 2 các bạn. Đó, các bạn thấy đó, chỗ này bây giờ phía dọc bờ sông phát triển đến chóng mặt những tòa nhà cao ốc và mọc lên như nấm. Đoạn đường này nó có cái cầu bắc ngang đi qua một thành phố đó, các bạn thấy nó có cái hầm chui mini, hầm chui của Tân Thánh 2 đó, quý vị xem nha. Đó, ngay chỗ này thì mấy anh công an hay đứng không cho Honda đi vô. Đó, rồi mình chạy trên cho đúng với luật giao thông. Đó, cầu đó băng vô băng qua bên một thành phố kia thì vô chùa Thanh Đa thì nghe, còn cái đường ở trên không đó là đường tàu điện đó các bạn. Ở cái đó là cái bức tường của hầm chui Tân Thánh. Đây là cầu Tân Thánh thay đó quý vị. Còn cái đường trên không đó là đường tàu điện đi từ hướng ngoài Việt Châu đi vô rồi đến tới Ai Son. Quý vị nhìn thấy đó, mấy cái tòa nhà cao ốc đang mọc lên. Còn bên này phải của quý vị thấy đó là cái bức tường phía sau của sở thú đó các bạn. Đó, cái bức tường dài của sở thú. Đi một đoạn nữa sẽ tới ngã tư Đinh Tiên Hoàng, Tôn Đức Thắng, nhà máy Ba Son.
quý vị nhìn bên trái đó là cái bức tường của nhà máy Mai Sơn cũ đó quý vị. Và bây giờ thì chừa lại một nửa để làm di tích kỷ niệm nhà máy Mai Sơn, còn một nửa đó là giải tỏa để làm một cái hầm chui tàu điện nó chung xuống dưới ngầm dưới đất, sẽ đi thẳng vô Bến Thành đó quý vị. Hôm nay trời cũng rất nóng đó, mà để mình chờ đèn đỏ rồi mình rẽ trái đó. Đây là ngã tư Đinh Tiên Hoàng, thôn Đức Thắng, Nguyễn Hữu Cảnh. Đi thôi, đèn xanh là để trái thôi. Đó, ngay chỗ này là quý vị nhìn bên trái là đó cái văn phòng nhà máy Mai Sơn, di tích để lại kỷ niệm. Đó, còn phía trước ngay chỗ trống trống bức tòa, những cái tấm tòa trắng đó là ở dưới là hầm chui tàu điện chung dưới đi vô Sài Gòn, Bến Thành. Đó, còn thấy cái đàn là chắc cũng là gần xong, biết năm nào xong. Bây giờ tới đây là đường Tôn Đức Thắng đó quý vị, nó cũng là bến Bạch Đằng bờ sông. Bữa nay mình sẽ dẫn quý vị đi tham quan một vòng, đi rẽ xuống riết ra tới đường Võ Văn Kiệt, không có đi lên cầu Cánh Hội nữa mà đi rẽ xuống dưới đi ra đường đại lộ Võ Văn Kiệt. Đó quý vị nhìn thấy bến Bạch Đằng bây giờ ở đó, gió mát đẹp, cũng đẹp như ngày nào đó quý vị thấy đó. Đức Thánh, Trần Hưng Đạo, có dòng xe, giờ quẹo dòng xe rẽ trái. Ngay chỗ này rẽ phải vô đường Hai Bà Trưng đó, cũng gì. Đó, bây giờ rẽ phải cho lại từ đường Tôn Đức Thắng, bến Bạch Đằng. Chỗ này có một cái mới nữa là ga tàu thủy các bạn, bến ga tàu thủy này mới thành lập ở đây thôi. Quý vị thấy đó, bên phải đó là đường Nguyễn Huệ. Đó giờ chuẩn bị rẽ xuống dưới đi ra đường Võ Văn Kiệt. Còn ngay chỗ này là đường Hàm Nghi, đi vô thẳng riết ra chợ Bến Thành. Đó phía trên là cầu Khánh Hội đó quý vị.
Video đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại ở chia sẻ tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem. Trân trọng kính chào tạm biệt. Bye bye.